lời dạy của cổ nhân không sai một ly lấy chồng không lấy trai cúi mặt chọn vợ không chọn gái ngẩng đầu ai hiểu được chắc chắn tìm được bạn đời ưng ý thọ ít trọn đời một lấy chồng không lấy trai cúi mặt phụ nữ kết hôn với một người đàn ông chung sống cả đời với người đàn ông ấy không thể nào chọn bừa chọn đại lấy một người mà kết hôn được người xưa, khuyên phụ nữ kết hôn không lấy trai cuối mặt, ám chỉ những người đàn ông tự ti, sợ sệt, nhút nhát, không có chính kiến, không quyết đoán, lười biếng và những người như vậy, sẽ không thể nào vươn lên trở thành người cho phụ nữ tin tưởng, dựa dẫm cả đời. Chẳng may, người phụ nữ bị gả cho người đàn ông yếu đuối, lười nhát, không có trách nhiệm, thì cả đời người phụ nữ cũng không thể nào thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì khi ấy, người phụ nữ bỗng dưng phải mang trên mình trách nhiệm của người chồng gánh vác gia đình có câu nói rằng đàn ông mà không có chí khí thì một việc làm cũng không thành đàn ông sinh ra mang trong mình trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình không chỉ đơn thuần là người có trách nhiệm vật chất mà còn phải có trách nhiệm tinh thần đối với gia đình một người đàn ông tốt là tấm gương cho con cái là nơi khiến vợ an tâm một người đàn ông giỏi là người khiến mọi người xung quanh tôn trọng, kính nể. 2. Chọn vợ, không chọn gái ngẩn đầu. Đàn ông luôn đắn đo, suy tính rất kỹ trước khi quyết định kết hôn với một người phụ nữ. Rõ ràng, đàn ông có thể yêu rất nhiều, nhưng để lựa chọn kết hôn thì cực kỳ kỹ lưỡng. Có một kiểu phụ nữ mà đàn ông luôn tránh xa, đó chính là gái ngẩn đầu ý chỉ những người phụ nữ coi thường đạo lý, sống quá cao ngạo, và không biết khiêm nhường, không học được cách đối nhân xử thế ở đời. Một người phụ nữ quá mạnh mẽ, cố chấp thì không thể nào dịu dàng, ôm nhu đối với chồng. Mà đàn ông là phái mạnh, họ khó lòng có thể chấp nhận một người quá bảo thủ, cứng nhắc. Bởi vì, nếu kết hôn với người phụ nữ như vậy, người đàn ông sẽ vô cùng đau đầu, họ thậm chí không biết Ai mới là chồng trong gia đình của mình? Cuộc sống hôn nhân muốn hạnh phúc lâu dài thì cả hai đều phải biết dung hòa, biết cách khiến mọi người trong gia đình về đúng vị trí của mình. Nếu trong gia đình, người vợ quá cao ngạo, coi thường chồng, thậm chí chèn ép chồng thì gia đình ấy khó có thể hòa thuận lâu dài. Chưa kể đến việc con cái cũng khó có thể nên người khi thấy bố mẹ mình như vậy. Bởi vậy một người phụ nữ cho dù tài sắc có vẹn toàn đến đâu gia thế có khủng đến thế nào cũng nên hiểu được vị trí đứng của mình trong cuộc hôn nhân trong một gia đình phụ nữ cần có tính khiêm nhường đừng quá kiêu ngạo người xưa có câu nói rằng vợ hiền trong gia đình giống như một đất nước có nhà vua vừa có tài vừa có đức lời kết đàn ông muốn giữ gia đình của mình hãy trở thành một người mạnh mẽ xứng đáng là trụ cột để cho vợ và con cái có thể an tâm dựa vào thời tây chu chu công từng đưa ra lời khuyên dành cho con như này con phải biết luật trời rằng bất cứ ai kiêu ngạo tự mãn sẽ mất hết và người khiêm nhường sẽ được lợi người ta ai cũng trân trọng đức tính khiêm nhường không ai coi trọng tính kiêu căng ngạo mạng cả người phụ nữ nhất định phải học được tính khiêm nhường không ngạo mạng trong bất cứ hoàn cảnh nào vì sống trong gia đình có người phụ nữ hiền đức, chắc chắn cuộc sống hôn nhân luôn hạnh phúc, ấm no. lấy chồng không lấy trai cúi mặt, chọn vợ không chọn gái ngẩng đầu. hàm ý chỉ đạo nghĩa của những người làm vợ, những người làm chồng. đối với đàn ông thì phải ra đàn ông, phụ nữ thì phải ra phụ nữ. đàn ông phải mạnh mẽ, phụ nữ phải biết mềm mỏng. từ đó mà lời răng dạy của người xưa giúp con người ta chọn được một người ở bên cạnh cả phần đời sau một cách hợp ý nhất